Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn add contact AXDN từ sáng giờ. Bạn nào chưa đăng ký thì click phần link mô tả mình đăng ký để nhận được 100 tốc, nhận body 100 tốc cần Ano người ta các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn add contact trên di chúc wallet để sau này các bạn rút về di chúc wallet và các bạn swap. Khi nó list sàn thì các bạn có thể swap qua lên sàn Uniswap hoặc là bên cái kênh swap các bạn swap qua YTH hoặc là USDT các bạn rút về nha các bạn. Con này hiện tại nó chạy ADN này nó có chạy trên 3 nền tảng các bạn, ETH, TRX và BNB Smart Chain các bạn. Sàn này nó có ra một cái chức năng swap ADN này các bạn. Thì mình nhắc vào mình cập nhật cho các bạn chút xíu các bạn. Sau này thì mình có thể swap ADN từ ERC20 sang BNB Smart Chain này các bạn, hoặc là TDS các bạn. Thì chức năng này mình cũng chưa có swap nên mình chưa có biết các bạn. Hiện tại con này trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Con này chạy với hành tảng ERC20 và TC20 các bạn. Sau này nó sẽ cho mình swap qua BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi thì ai tôi cần bán visa nào. Bạn nào chưa, khi các bạn link đăng ký và link video hướng dẫn đăng ký và video hướng dẫn các bạn verify mail qua đây, link mô tả đó các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cái chiếc đây này. Thì bạn nhấp vào một full thì các bạn nhập vào ba chữ gạch, các bạn nhấp vào chữ Anano full thì các bạn verify mail thôi các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 100 token khá là ngon nha các bạn. Dự án này nó list sàn Uniswap và Bankake Swap, hai cái sàn cũng khá là sàn Bankake Swap là sàn khá là nó lớn nha các bạn. Chạy trên 8 BNB Smart Chain verify mail nha các bạn. Các bạn mình đã nhận được 100 token Anano các bạn. Hiện tại web này nó cập nhật chạy rất là mượt nha các bạn. Rồi mình không dùng do nữa. Rồi để add được con chắc thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn copy con chắc, hoặc là các bạn nào không copy được con chắc thì join vào kênh group của mình các bạn. Thì các bạn copy con chắc ID nào được các bạn. Phan các bạn để mình bỏ cái từ con chắc ấy. Để copy lại các bạn. Rồi các bạn gì copy thôi các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra nè các bạn. Đây là một kèo rất là ngon các bạn, 100 token ADN là giá trong chương trình bán hàng VSL là có khoảng 500 mấy chục đô rồi các bạn. Rồi bạn nhấp vào một chỗ này nè các bạn. Rồi bạn bắt con chắc nó vào nha các bạn. Rồi tất cả các bạn việc mở ra nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lợi. Rồi bạn lướt xuống thì các bạn sẽ thấy con chắc của token ADN các bạn, chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Arado đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung sắp hoàn chỉnh thôi các bạn ơi. ETH, USDT, UNI, Dongdin. Sau này chừng nữa nó cho mình chạy coi trên đây nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.